Chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình tiếp tục đi bẫy quần quạch ngang nha cả nhà. Thao thảo. Lại là cũng là cái điểm cũ cả nhà, cây tiếng cá nè. Tại vì cái khu này là không mấy cái chỗ khác. Mình đi bẫy mình để bẫy nó cái chim nó không lại cả nhà. Chỉ có cái điểm này là điểm cũ thôi, mà không biết có mình chắc sợ cũng bị bể. Thì ở nhà thì công chuyện nhà mà cũng lai gai mình cũng bằng trăm. Em giỏi mình đi bẫy về mình đăng lên cho cả nhà xem giải trí trong mùa dịch này nha. Như ở quê mình thì còn rộng rãi đi tới lui được, còn những bà con mình, những người mà ở nhà trọ cả nhà là không có đi tới lui được, trong cái nhà trọ thì nó hơi nhỏ. Mà những cả nhà mà những anh em mà ở nhà trọ có xem được thì hay thích thì cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chia sẻ cho nhiều người cùng xem chứ. Đăng ký nhấn vô chỗ cái chuông có chữ tất cả cả nhà. Nhấn chữ đăng ký màu đỏ rồi nó hiện cái chuông có chữ tất cả, mình nhấn vô đó. Nào thấy mồi mình kêu êm không? Ngày nào mình cũng cho ăn cào cào nghe nha, nên nó sung lắm. Ấy mà không biết sợ bể, không biết có dính không, cũng mong là dính một con hai con như mình đăng lên cho cả nhà xem. Trời, giải tí đỡ buồn, dịch bệnh này không đi làm được rồi. Mời cả nhà theo dõi cùng mình nha, nếu dính thì mình sẽ đăng lên cho cả nhà xem.
Dính đây nha cả nhà, dính mà nó sập luôn hai cánh, chỗ này nó cũng bể rồi nha nhà, nên lâu lắm, cái lồng chưa là lâu lắm nó mới lại. Đúng không? Rồi để mình bẫy nữa rồi coi có dính không nghe nha. Dính nữa nha cả nhà, hình như là dính con mặt trắng này vậy, mình mới ra là mình chưa nhà mình mới ra.
dưới đây một tấn nè. Không phải gần vậy, năm kêu thôi thôi. Chào tạm biệt cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà biết sao nữa, mình sẽ đi bẫy để mình quay cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Rồi, hẹn cả nhà biết sao.